Xin chào tất cả các bạn. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn đã xem clip makeup của Mai Phan, và ngày hôm nay thì Mai sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể gẩy được một cặp lông mày gẩy sợi đẹp tự nhiên đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Và chúng ta cần có hai cây chì, một cây nâu và một cây màu đen để chúng ta định hình được một cái dáng lông mày đúng tiêu chuẩn. Thì các bạn hãy xác định cái điểm đầu lông mày và điểm đuôi lông mày. Điểm đầu chúng mình sẽ bắt đầu từ phần đỉnh môi hoặc là từ phần giữa cái lỗ mũi như thế nào này. Ta sẽ đo từ phần nhân trung này, khóe mũi này và khóe mắt, chúng ta sẽ đo một đường chéo. Và sau khi mà đo xong, chúng mình đã xác định được cái điểm đầu và điểm đuôi lông mày rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ chia cái dáng lông mày này ra làm 3 phần đều nhau. Các bạn hãy lấy này điểm cuối của phần 2 làm đỉnh của lông mày nhé. Và chú ý là cái điểm cuối cùng của phần đầu và điểm cuối cùng của phần đuôi này nên có một cái đường thẳng từ đầu đến đuôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu gảy sợi lông mày. Cặp lông mày của chúng ta sẽ có 1/3 của dáng lông mày là sợi gảy đi lên. Và mỗi một sợi gảy đi lên này sẽ có chiều cao là 3,5 cho đến 4,5 cm. Và khi nào chúng ta đi lên hết 1/3 dáng lông mày thì chúng ta sẽ đổi chiều để gảy sợi đi xuống. Và sợi đi xuống này cũng sẽ có chiều dài tương tự như sợi đi lên. Và khi đi lên đỉnh thì các bạn sẽ gảy cái sợi cao nhất. Và khi mà chúng ta đi qua đỉnh thì sẽ thấp dần đi xuống đuôi. Và sau khi các bạn đi hết một hàng từ đầu đến đuôi rồi thì chúng mình sẽ đi tiếp cái phần dưới nhé. Phần dưới ở đây, cái sợi lông mày này nó sẽ không còn là sợi chính nữa, cho nên là độ thấp và độ dài của lông mày sẽ được thu ngắn lại nhé. Và kéo ra đến hết dáng lông mày. Khi chúng ta đã định hình dáng lông mày xong bằng chì đen rồi thì giờ chúng ta sẽ sử dụng chì nâu nhé. Để xóa đi những phần mà chúng ta vừa mới chấm chia sợi lông mày nhé. Và bước cuối cùng để chúng ta định hình lại dáng lông mày thì chúng ta sẽ sử dụng mascara màu đồng nhé. Và bây giờ thì Mai Phan đã hoàn thành cặp lông mày gảy sợi đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Và các bạn hãy áp dụng đúng công thức này cho khách hàng của mình nhé. Mai Phan chắc chắn là các bạn sẽ làm được ngay một cặp lông mày gảy sợi đúng theo tiêu chuẩn quốc tế giống như Mai Phan. Và các bạn ơi, các bạn yêu thích video này của Mai Phan thì các bạn hãy like và subscribe kênh Mai Phan Makeup Artist để ủng hộ Mai Phan sẽ ra nhiều video clip hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.